Xin chào tất cả quý cô chú anh chị. Thì chiều hôm nay mình sẽ thực hiện món bún xào chay nha. Giờ này mình phi tỏi nè nha quý cô chú anh chị. Nè. Thì giờ này là 4 giờ rồi nha. Nay mình phi nay mình làm món bún xào chay cho gia đình ăn. Mời quý cô chú anh chị cùng thực hiện ngay với mình nha. Thì bây giờ mình phi tỏi ra thơm rồi. Giờ mình sẽ cho cải cà rốt vào. Xào nha. Đây là món ăn chiều của gia đình mình. Rất là ngon nha. Con gái mình rất là thích ăn cái món bún xào chay này. Thì hồi nãy gái dặn ba xào cho con bún xào đi, cho cải ngọt và cà rốt vào. Món ăn đơn giản thôi nha mọi người, không có cầu kỳ lắm. Trước tiên mình xào cho rau cải chín, thì sau đó mình mới bỏ bún vào nha. Chiều mình không có nấu cơm thì cho nên mình xào bún chay. Lâu lâu mình ăn lại món này rất là ngon nha mọi người. Rau cải sắp chín rồi nha. Đó, mình cứ đảo tới đảo lui hoài cái phần rau cải nó chín đều. Bây giờ mình sẽ nêm nếm nha. Rồi, ok. Giờ mình sẽ cho xíu muối, một tí xíu thôi nha mọi người, không có cho nhiều. Chút xíu mình còn phải chan nước tương nữa, xíu bột ngọt. Rồi sau đó mình là đảo qua phần rau cải nha, cho đều qua gia vị. Nó vậy là ok rồi nha. Giờ mình sẽ cho phần bún vào nha. Đây mình sẽ cho phần bún vào. Nhìn rất là đơn giản luôn nha, đúng không mọi người? Đó, mình sẽ xào sơ thôi. Bún này mình không có trụng nha, mình nghĩ ngâm nước nước lạnh nha mọi người. Nước cũng tên á, mình sẽ ngâm ngâm khoảng 15 20 phút. Không có nên ngâm lâu quá, ngâm lâu quá nó bị mềm. Ăn không có ngon. À, mình giờ mình trộn đều. Bún với lại rau cải nè. Rất là đẹp luôn ha, xanh xanh đỏ đỏ. Thì mình mỗi lần mình ăn món gì thì mình sẽ quay video để cho mọi người xem nha.
Chảo này chảo không chín nha mọi người, xào chảo không chín nó ngon hơn, ngon hơn là xào chảo nhôm nó, vậy là ok rồi nè, thấy không, nó không có dính chảo, tại vì muốn của mình để ngâm nước lạnh nó không có bị dính chảo. Nếu mà mình mà trụng qua đó nó bị dính dính cục lại nè các bạn, giờ mình bỏ vô quá nha thì nó sẽ bị dính chảo đó, vậy là ok, nó rất là đẹp luôn, cực kỳ ngon luôn. Rồi cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha, chúc cả nhà buổi chiều được vui vẻ, nhiều sức khỏe nha. Mình rất cảm ơn cả nhà đã ghé thăm video của Mẫn Mẫn Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những video kế tiếp. Xin chào, tạm biệt.